lễ sang cát, chuyển nhà mới cho cụ ông Vũ Văn Thạnh và cụ bà Nguyễn Thị Lệ, an xá Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thôn An Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương quê tôi đang tưng bừng rộn ràng đón xuân sang. Một mùa xuân mới Quý Mão năm 2023 mở ra bao điều tốt đẹp, những hướng đi mới cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được người dân quê tôi đón nhận. Nhưng dù có phát triển đổi mới bao nhiêu thì người dân An Xá quê tôi vẫn luôn giữ gìn được truyền thống văn hóa làng xã. Truyền thống ấy ra đời cùng với việc lập làng tồn tại và phát triển theo dòng lịch sử. Mỗi làng xã tuy có những truyền thống riêng được nhân dân duy trì từ đời này qua đời khác, nó đã ăn sâu vào đời sống tinh thần, nâng cao giá trị đạo lý, duy trì theo bản sắc lệ làng. Đặc biệt có một phong tục được lưu truyền từ xa xưa đến nay. Có lẽ Việt Nam là một nước châu Á còn giữ gìn được truyền thống đó. Đó là việc sang cát, bốc mộ hay cải táng cho người thân. Đó là việc thể hiện được cái tâm cái đức của người còn sống với người thân đã khuất, an tâm với niềm tin, không bỏ người thân bị thối rữa trong đất ẩm, mà tặng cho người thân một ngôi nhà đẹp đẽ, chắc chắn hơn. Linh hồn người thân sẽ phù hộ độ trì cho gia đình an lành. Với sáu anh chị em trai gái râu rể cùng các cháu chắt của người cha, người mẹ kính yêu Vũ Văn Thạnh và cụ bà Nguyễn Thị Lệ ở An Xá Tân Trào, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đang được sống trong bầu trời hòa bình, cuộc sống ấm êm đủ đầy, được tiếp cận với một thời đại phát triển thì càng thấm đẫm được giá trị truyền thống của dòng họ gia đình, của quê hương càng trân trọng gìn giữ. Vẫn biết cuộc đời này chẳng có gì là vĩnh cửu, nhất là con người theo quy luật của tạo hóa, sinh lão bệnh tử. Cha mẹ già thì cha mẹ về rời xa dương thế, dù nơi cha mẹ về là nơi thiên đường của Chúa, nơi niết bàn của Phật hay cõi bồng lai tiên cảnh đi nữa, thì con cháu chắt trên cõi trần vẫn cứ khổ đau một nỗi đau vĩnh viễn, mất cha mất mẹ, mất ông mất bà, mất cụ kính yêu. Với anh em con cháu chúng tôi, trong lòng luôn hằn lên một nỗi đau mất cha mất mẹ của mình. Ngày 29 tháng 5 năm 2014, một ngày đầy giông bão, trời mây đen giăng sầu u ám, người mẹ kính yêu của anh em chúng tôi, cụ Nguyễn Thị Lệ, đã chút hơi thở cuối cùng rời xa trần thế. Để không gian sầu vũ trụ chít khăn tang, tâm thắt xe dòng lệ tuôn tràn, ôi đau đớn muôn vàn đau đớn. Một tháng năm của mùa hè ảm đạm, người mẹ kính yêu đã từ giã cõi trần xa đi, để họ hàng anh em con cháu chúng tôi mãi mãi không còn được nhìn thấy bóng hình thân thương khả kính. Anh em chúng con ngẩn ngơ rơi lệ, nguyện sống xứng đáng giữ gìn nền nếp gia phong. Mẹ của chúng con rời xa trần thế, nhưng bóng hình của người vẫn còn in đậm trong tâm trí các con trai gái râu rể, các cháu chắt nội ngoại và họ tộc cùng trong xóm ngoài làng quê hương. Thật trớ trêu thay, cuộc đời đâu có được như ý nguyện của con người. Những tưởng nỗi đau mất mẹ sẽ nguôi ngoai, chúng con được sống bên cha kính yêu,
để chăm sóc cho cha bất hư quạnh chặng đường đời còn lại khi vắng bóng mẹ. Nhưng ngờ đâu nỗi buồn lại ập đến ngày mùng 3 tháng 11 năm 2015. Người cha vô cùng tôn kính của chúng con, cụ Vũ Văn Thạch, lại vội vã ra đi theo hầu tiên tổ. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, hơn một năm sau chúng con lại mất cha. Nỗi đau chồng chất nỗi đau như bóp nghẹt trái tim con cháu. Để cả dòng tộc quê hương bàng hoàng sầu thảm ngẩn ngơ. Thấm thoát thời gian trôi với bao sự đổi thay của xã hội. Nhìn lại đã 8 năm rồi ngày mẹ kính yêu của chúng con, cụ Nguyễn Thị Lệ, và 7 năm cha của chúng con, cụ Vũ Văn Thạch, đã ra đi mãi mãi. Nỗi buồn đau trong lòng con cháu đã dần nguôi ngoai. Kính thưa cha mẹ, theo phong tục và truyền thống của người dân miền lúa nước đồng bằng Bắc Bộ, khi người thân ra đi mãi mãi nằm dưới ba tấc đất, thời gian từ 4 năm trở ra thì họ tộc con cháu có thể tổ chức sang cát, bốc mộ hay còn gọi là chuyển nhà mới cho người thân đã khuất. Với anh em chúng con, ơn đức sinh thành của cha mẹ chẳng thể nào quên. Bước vào mùa đông năm 2022, sau nhiều cuộc họp bàn của anh em con cháu cùng họ hàng nội ngoại, gia đình đã nhờ thầy cao tay để chọn ngày lành giờ tốt làm lễ sang cát cho cha mẹ. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tức là ngày mùng 10 tháng 11 năm Nhâm Dần, toàn thể gia tộc tập trung, anh em con cháu họ tộc thuê đội ngũ bốc mộ, cải táng chuyên nghiệp để về gia đình giúp đỡ hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng với đấng sinh thành. Đúng 13 giờ, con trai thứ của cha mẹ là Vũ Văn Khương đang được gia đình tiến cử là người cuốc nhát cuốc đầu tiên rồi nhẹ nhàng san từng hòn đất nhỏ. Đứng vây quanh con cháu chắt sụt sùi rơi lệ. Con cò cõng nắng cõng mưa, cha mẹ tôi cõng cả 4 mùa gió sương. Ơn cha mẹ như trời cao biển rộng, nghĩa sinh thành sánh tựa non cao. Trong làn hương khói bay, chúng con càng đau xót nhớ cha mẹ. Làm người khổ lắm ai ơi, khi nhìn cha mẹ lìa đời ra đi, giờ thương cũng chẳng ích gì, chỉ còn câu nói khắc ghi trong lòng. Từng dòng nước mắt lăng đăng, khói hương nghi ngút theo dòng đời trôi. Trần gian khi dã biệt rồi, thì thân xác cũng nằm phơi dưới mộ. Dù cho vai gánh tay bưng cao lương mỹ vị cũng từng ấy thôi. Nhớ thương than thở đứng ngồi, dương gian âm cảnh ngăn đôi chẳng còn. Công cha lặn biển trời non, nghĩa mẹ tần tảo héo mòn đêm ngày. Chỉ mong con sống êm đềm, công thành danh toại ấm êm tình nhà. Suốt đời yêu mến thiết tha, nhớ công dưỡng dục mới là hiền ngoan. Đời luôn cay đắng bẽ màng, không cha thiếu mẹ lòng tan nát lòng.
Cho chúng con những ước mơ, tình thân mẫu tử đến vô bờ. Chiều tàn bóng mẹ mờ hư ảo, chuối chín trên cây rụng bất ngờ. Chúng con trong mơ nghĩ còn mẹ, tỉnh giấc giật mình dạ ngẩn ngơ. Anh em chúng con lòng nhớ mẹ khôn nguôi. Chúng con vô cùng cảm ơn mẹ đã đưa chúng con đến với cuộc đời này. Mẹ đã trao cho chúng con hình hài máu thịt, hơi thở nụ cười và tiếng hát. Suốt cả cuộc đời này, chúng con chẳng thể nào quên. Mẹ trao cho chúng con trái tim biết diệt, rung động mà biết yêu thương con người. Tình mẹ là suối nguồn vô tận, là dòng suối mát lành nuôi lớn chúng con từng ngày. Vòng tay mẹ ủ ấm cho chúng con những đêm đông giá lạnh. Đôi vai gầy của mẹ đã gồng gánh sớm trưa, mong cho anh em chúng con bằng chúng bằng bạn. Mẹ thương chúng con vô điều kiện, vì tình mẹ cho chúng con là cho đi không nhận lại bao giờ. Đối với chúng con, mất mẹ như mất vầng trăng, mất cả đại dương. Cha ơi, đời cha cặm cụi gian nan, cha mẹ cơ hàn khổ cực để nuôi anh em chúng con. Vì chúng con mà cha mẹ phải thức trắng bao đêm trường, vì đàn con mà cha mẹ phải hy sinh tất cả. Cha mẹ đã phải lăn lộn với cuộc đời, chắc chiu từng bát gạo ngọn rau để nuôi anh em chúng con khôn lớn nên người. Cha mẹ đã cho chúng con vuông tròn sao trước, để cho cây quế cây hòe vui quanh góc lồng lai. Cha mẹ đã sinh thành một gái hai trai, vợ chồng con cái trúc mai sum vầy. Cuộc sống của gia đình đã đủ đầy hơn trước. Chúng con được hưởng phúc là nhờ ơn đức của mẹ cha. Chúng con các cháu chắt trên dưới thuận hòa, dâu rể thân thương luôn sống trồng cây đức. Để cho bền gốc tươi cành, cháu con noi gương cha mẹ học tập trồng cây đức. Vậy mà cha mẹ lại vội vã ra đi. Cha đi rồi, từ đây âm dương cách biệt, nhưng bao lời hay ý đẹp cha mẹ đã dạy cho chúng con không thể nào quên. Chạy đi à? Từ trưa đến giờ, thấy con nó đẻ quá thì thật rồi.
Thế đâu bác ấy bảo giải cái gì cho đây thì giải đi. Giải cái bạt, đưa cái bạt của lại. Thế là ông chủ đô ấy nhỉ? Thầy ạ, cái này là nói chung là cái gì thế thì ông là cơ bản. Thế còn như vậy là cái chỉ có nói mỗi cái là vấn đề này. Ví dụ như là 3:05 đây là bật luôn cả ông bà hay là... Tức là 3:05 thì ở... Đấy, như thế thôi. Thầy cứ... Chứ còn tắm đi qua, tắm là tắm được trước rồi. Tức là thầy cứ bật sân, ông là thầy bật sân nước quả. Vâng. Đâu tiền vàng đâu. Tiền vàng. Vàng với tí là chưa đi vàng. Ôi. Tiền vàng kia chị ơi, chị tặng tay đó. Tiền vàng đó. Mua một đinh rút hết đi. Mua về lúc nào để lại để mang đi thì em góp mẹ hết vào đây. Không góp vào đây. Không, rút thêm vào thôi. Ít rồi còn để lại một thằng nữa. Cái tiền này bỏ đây không? Gì? 9 đồng. Lấy cái đếm cho cụ đủ 9 đồng. Hai cá hai đồng. Đang cho cô đi vào. Đấy cái tay cầm ấy. Đấy. Cái này được kiếm vừa kia. Còn mà thoải mái vào. Chứ quay xanh đấy. Không, quay xanh của lúc quay xanh đây. Cô thầy bỏ đây. Chốc về thằng mẹ tháo nào không? Không, cứ thế hạ luôn. Phải hỏi không chấp. Để đây Phương đi. Tao Phương lên lấy Phương rồi. Cái đi đông kia vậy ra cho nó sạch. Để đi nông cái tô để rải ni lông á. Ông kia bên. Đấy cứ để rồi, thế. Rồi. Phương lên. Và người ngồi trước rồi. Cũng bằng cụ ông. Vâng, cụ ông. Rồi anh thôi, từ. Em ạ. Đấy, nhà có đi đâu được bao giờ đâu. Nói chung là cốt của cụ bà này thì ít hơn của cụ ông. Vâng. Nên bà nhẹ là sinh đẻ là bao giờ nhẹ hơn là đông. Thank you.
Alo, dạ. À, cho cái này. Tôi lôi đầu bên kia. Chưa. Alo. Cái gì đấy? Tôi để ngoài được, còn đất để ngoài được đấy, vẫn cá. Ngay trên đấy nha. Bác này làm bác một phần này. Kia xe lên lên kia rồi. Không được. Mình dùng cái này thôi, dùng cái tiền này thôi vào trong nhập kiểu chứ thôi. Ừ. Có phải không? Ừ. Cái này cái nào? Không nhớ mà đi. Cứ để ở đây nó xuống đấy rồi giữ đi rồi. Chốc này. Đó lùi hẳn lên. Thiên mày, mày cầm cái thau của mày đi hả? Thau để đấy. Cứ để đây đi về đi. Cứ để đi về đi. Để lại một chai nước Coca để đấy. Không để lại cái tiền à? Để lại một chai nước Coca để đấy. Đây là có là cái quách mới. Cháu vào đây. Cháu đây. Quát xong rồi giải lớp lúc này sẽ bằng bằng đấy á. Rồi cái quay đi, quay ông trước. Mười bảy phút nữa mới đưa ông bà xuống.
Các con cháu chát cùng dòng tộc hôm nay đã đưa cha mẹ về nghỉ tại một ngôi nhà mới vững chãi để con cháu hương khói phụng thờ. Cả gia tộc mừng vui hòa trong nước mắt. Xương cốt của hai cụ đều sạch sẽ. Lòng con cháu thật thảnh thơi vì đã được tọa nguyện ý rồi, làm tròn bổn phận báo hiếu của con cháu chắt với đấng sinh thành. Xót xa tâm dạ ưu phiền, bao giờ được thấy cha mẹ hiền như xưa. Sớm chiều thấp thoáng thoi đưa, năm mới Tết đến xuân về, anh em con cháu lại nhớ cha mẹ lúc giao thừa đón xuân. Trước ngôi nhà mới, cha mẹ yên nghỉ vĩnh hằng, lòng thành kính chúng con lễ hương hoa, linh hồn phảng phất cha mẹ thấu cho, họ hàng nội ngoại con cháu chắt vái lạy cha mẹ, phù hộ cho gia tộc, gia đình cháu con gặp vạn sự lành, may mắn trên nẻo đường đời. Xin vái lạy cha mẹ an nghỉ dưỡng thảnh thơi nơi suối vàng, vui với cảnh tiên bình an giấc ngủ nơi miền thiên thu.